Mụn đầu đen là cái loại mụn mà cái đầu mụn nó hở ra. Khi hở ra thì oxy không khí nó sẽ oxy hóa vào đầu mụn, tạo ra cái màu đen như thế này. Và ẩn các bạn ý nó đây, nó chính là mụn đầu đen, mụn đầu trắng, đúng không ạ? Wow, bác sĩ Hiếu vừa ngăn mụn ở trán xong. Và các bạn thấy rằng là tại sao mụn ở trán cứ nặng xong lại lên? Làm thế nào để có thể xử lý được cái mụn đầu đen ở trán một cách hiệu quả? Và cùng tìm hiểu bác sĩ Hiếu trong video ngày hôm nay. Tại sao bác sĩ Hiếu làm video này? Bởi vì có rất nhiều các bạn inbox và hỏi rằng anh ơi, em muốn xử lý cái mụn ẩn ở trán. Như vậy thì khi bác sĩ Hiếu nghe xong thì thực tế thì trong cái việc các cái từ chuyên ngành không có từ nào gọi là ẩn cả, nhưng bác sĩ vẫn dùng từ ẩn để các bạn khi bạn nghe video này bạn sẽ dễ dàng học hỏi hơn, học tập kiến thức dễ dàng hơn và chăm sóc mình một cách hợp. Vậy thì mụn ẩn bạn hiểu rõ mụn ẩn là gì và cũng qua cùng tìm hiểu. Hiện nay thì trên da của chúng ta có những loại mụn như sau. Thứ nhất đó là các loại mụn không viêm, đó là mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Thứ hai đó là loại mụn viêm thì có mụn mủ, các loại mụn nhỏ thì gọi là sần mủ, to hơn thì gọi là mụn bọc, to hơn nữa thì là mụn mạch lớn. Như vậy tùy theo kích thước và loại mụn thì người ta sẽ có cái nhóm mụn như vậy. Vậy thì mụn ẩn đây thì bác sĩ Hiếu sẽ hiểu với các bạn rằng nó sẽ là mụn đầu đen hoặc mụn đầu trắng. Thì hai loại này khác nhau nào? Đã có rất nhiều video bác sĩ Hiếu đã nói rồi. Các bạn có thể xem đường link mô tả bên trên. Mụn đầu đen là cái loại mụn mà cái đầu mụn nó hở ra. Khi hở ra thì oxy không khí nó sẽ oxy hóa vào đầu mụn, tạo ra cái màu đen như thế này. Và mụn ẩn các bạn ý nó đây, nó chính là mụn đầu đen, mụn đầu trắng, đúng không ạ? Thì các cái nguyên nhân nào gây ra mụn trứng cá ở vùng trán? Nguyên số 1, không làm sạch đúng cách. Không làm sạch đúng cách có nghĩa là ở cái vùng trán là cái vùng mà nó tiếp nhận với mồ hôi cả trên đầu, cả vùng xung quanh, cả bụi không khí, nên vùng trán là cái vùng làm sạch rất là khó. Làm sạch đúng cách có nghĩa là các bạn cần phải rửa, chọn loại sữa mặt dịu nhẹ nhưng đủ làm sạch dầu của vùng trán. Tiếp theo là thằng số 2, không làm sạch vùng chân tóc. Khi các bạn đã làm sạch đúng cách rồi, nhưng có một điều quan trọng là ở nam với cả nữ rất là khác nhau. Các bạn nam thì hay chơi thể thao nhiều và các bạn nữ thì lại có thói quen là thường là gội đầu cách ngày, cho hôm nay mình gội đầu, ngày mai mình nghỉ. Và chính cái ngồi các bạn nghỉ đó, cái dầu ở vùng đầu ấy nó sẽ chảy xuống qua cái ranh giới giữa tóc và trán. Khi nó chảy qua thì nó sẽ làm cái bết lại và dễ làm mụn. Điều thứ hai nữa là cái vùng tóc ở trán ấy thì nó hay bị bể xuống. Nếu các bạn mà thấy rằng là nếu như mình có thói quen là mình chải cái tóc nó dựng ngược lên trên, như các bạn nào gọi là cắt kiểu undercut ấy, thì mụn nó sẽ đỡ hơn. Đỡ hơn là vì nó không bị bết, nó không bị dính và mình điều trị nhanh hơn. Nhưng các bạn nam lại có một điều khác bạn nữ là các bạn lại chơi thể thao nhiều, thì khi chơi thể thao cái dầu cái mồ hôi nó lại chảy từ trên tóc xuống. Cái điều này nó làm cho việc điều trị mụn nó khó khăn hơn. Và khi các bạn vuốt tóc ngược lên trên thì nó làm giảm cái nguy cơ bị viêm do cái vi khuẩn yếm khí của tóc nó ép xuống cái trán ấy. Nhưng nó lại có điều là nó làm nặng hơn vì khi không có gì che phủ các bạn lại gặp cái bụi bên ngoài vào. Nên là vào cái mùa cách ly xã hội này các bạn nghỉ ở nhà thì các bạn thấy rằng mụn mình nó đỡ hơn, nhưng có những bạn mà lười tắm nhá thì nó nặng hơn là vì như thế. Nên là hãy làm sạch chân tóc ngay cả khi hôm mà mình không có đầu nhé các bạn nữ. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên follow để em biết các video khác. Thằng số 3 đó là không uống đủ nước. Cái này thì bác sĩ nó đi nó lại nhiều lần rồi, nhưng các bạn hãy nhớ rằng khi không uống đủ nước thì nó sẽ làm cho cái tuyến bã của mình nó cô đặc hơn và làm cho việc bít tắc nhiều hơn. Vậy uống nhiều nước tuyến bã được hòa loãng hơn, việc thoát dầu từ trong cổ lông ra ngoài dễ hơn. Hãy uống nhiều nước hơn và thức đêm sẽ làm cho việc tăng tiết dầu. Chính vì thế ngủ sớm là một cái điều điều trị mụn trán rất là nhanh. Sang số 4 đó là thức khuya, stress. Nhiều khi nó không phải việc căng thẳng quá mức trong cuộc sống mà nhiều khi nó còn là các ví dụ các bạn ăn no buổi đêm bạn ngủ thì nó cũng là stress vì nó tạo ra công việc, cái việc làm cho dạ dày của bạn đang ra vào buổi tối, dạ dày được nghỉ ngơi thì mình lại làm cho nó phải hoạt động. Hay các bạn uống nhiều nước buổi tối thì các bạn thấy buổi tối thì mình không có nhu cầu chuyển hóa, cái nhu cầu chuyển hóa thấp xuống và việc sử dụng nước nó thấp hơn, không bị mất nhiều mồ hôi qua da thì nhu cầu nước nó giảm. Khi các bạn uống nhiều nước vào buổi tối thì nó sẽ làm tăng áp lực của thận. Đấy cũng là stress. Vậy cái stress đây nó là tất cả những cái vấn đề làm cho mình đau khổ, mệt mỏi, khó chịu thì gọi là stress thôi. Thì đó đều làm cho tình trạng mụn nặng hơn. Hãy có một lối sống lành mạnh và luôn yêu đời. Đó sẽ là cách các bạn có làn da đẹp. Thân số 5 đó là chăm sóc da sai cách. Đương nhiên rồi các bạn, nếu như chăm sóc da đúng cách thì có lẽ anh em chúng ta, mọi người ít khi bị mụn trứng cá cũng như là có làn da đẹp. Nhưng chăm sóc da đúng cách thì nó thực sự là cái việc khó khăn và mình cần phải có những thời gian học hỏi. Và khi các bạn lớn dần lên thì mình có kinh nghiệm hơn và có ý thức hơn cho bản thân. Chăm sóc da đúng cách không chỉ là bạn biết cách rửa mặt đúng cách, chăm sóc da đúng, dưỡng ẩm, dùng serum, dùng kem chống nắng, mà còn là cái ý thức dùng đều đặn hàng ngày. Không có một sản phẩm nào có thể giúp các bạn điều trị và khỏi ngay trong lần đầu sử dụng, nhanh đi kèm với việc không an toàn. Chính vì thế hãy có một thói quen sử dụng lâu dài và đều đặn ngày này có ngày khác, tạo thành thói quen. Thì lúc đó mới là lúc các bạn có thể tự do trong việc chăm sóc da của mình được. Và hai sản phẩm cuối cùng này nữa đó chính là rối loạn sừng hóa của đám lông. Cái vấn đề này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề do gen của các bạn, tức là cơ địa của mình nó dễ bị rối loạn sừng hóa, dễ bị bít cổ đám lông. Thì cái việc mình làm đó là hãy chăm sóc da đúng cách và có thói quen như bước trên thì nó sẽ giúp các bạn tránh được cái việc là mụn trứng cá nhiều và nó sẽ duy trì ở mức ổn định nhiều hơn. Cuối cùng rồi, đó là rối loạn nội tiết. Rối loạn nội tiết sẽ hay gặp nhiều hơn ở các bạn đang tuổi dậy thì. Đối với bạn nam dưới 18 tuổi, nữ là dưới 16 tuổi. Đây là cái tuổi gọi là tuổi teen, chúng ta lại có nhiều mối quan hệ hơn. Các bạn thấy việc thẩm mỹ nó sẽ rất là ảnh hưởng đến mình. Khi mà ở tuổi này, cái hormone androgen ở tuổi này nó chưa được
ổn định. Và khi các bạn lớn lên thì những bạn nữ thì có thói quen, ví dụ các bạn dùng thuốc tránh thai này, dùng sai cách hay dùng các thuốc tránh thai khẩn cấp, nó cũng làm rối loạn hormone, và các bạn có chu kỳ kinh nguyệt không đều, nó cũng dễ bị mụn ẩn trán hơn. Vậy thì có rất nhiều cái sai lầm này thì các bạn hãy cùng tìm hiểu. Vậy thì làm thế nào để điều trị được mụn ẩn ở trán cách đơn giản hiệu quả, hãy cùng tìm tiếp. Bước số 1 là làm sạch đúng cách. Nếu mà các bạn muốn biết cách sử dụng cách, hãy xem link mô tả bên trên thì có quá nhiều video clip hướng dẫn rồi. Số 2 đó là hãy học cách dùng AHA và BHA hàng ngày. Bởi vì BHA làm axit tan trong dầu giúp làm sạch cổ đàng lông, AHA thì giúp bong sừng và giúp loại bỏ tế bào da chết. Khi các bạn biết cách dùng AHA và BHA thì cái việc mụn ẩn mụn đầu đen nó không còn quá khó nữa. Hãy học từ bước 1. Bác sĩ có rất nhiều video, hãy search và tìm hiểu xem, các bạn có thể tăng cái level điều trị chăm sóc da mình hơn. Số 3 đương nhiên đó là dùng retinoids, các dưỡng chất của vitamin A, anaplin, isotretinoin. Tretinoin rất nhiều các loại dưỡng chất của vitamin A có thể giúp các bạn và tìm cho mình các loại phù hợp. Số 4 đó là lấy nhân mụn. Có rất nhiều quan điểm trái chiều rằng các bạn không nên lấy nhân mụn, nhưng đối bác sĩ Hiếu, lấy nhân mụn đúng cách và khoa học sẽ giúp điều trị mụn nhanh hơn cực kỳ nhiều. Đừng sợ lấy nhân mụn mà hãy học cách lấy nhân mụn đúng cách, biết cái loại nào cần lấy, loại nào không nên lấy. Và trong các video tiếp theo bác sĩ Hiếu tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách có thể lấy nhân mụn tại nhà hiệu quả mà có thể đảm bảo an toàn được, vô khuẩn tuyệt đối. Biết cách vô khuẩn ở cái vùng chúng ta nặng thì nó sẽ hạn chế nguy cơ viêm nhiễm, thì mình điều trị sẽ dễ hơn, đúng không? Không phải gì phải lo cả. Và nếu như các bạn có những câu hỏi hay có những cái thắc mắc muốn điều trị ẩn chán, đừng quên hãy inbox đến đường link ở bên dưới và inbox đến fanpage của bác sĩ Hiếu. Bác sĩ Hiếu sẽ dành thời gian rảnh của mình để tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho tất cả các bạn. Đừng lo lắng vấn đề này. Và nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên subscribe bác sĩ Hiếu và like share cái đường link này để nhiều người biết đến cái mẹo cái chăm sóc da này hơn. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.